Mới là ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần nhá. Xin phép được quay mấy cây giới thiệu cho anh em, chia sẻ niềm đam mê bonsai. Đây là một em nguyệt quế lo xoắn vuông chùm, hàng thành phẩm, vẫn còn kẽm, cũng ra là một ít rồi. Em nó đứt lòng ở trên một cái chậu theo cái tích thì nhìn tích tứ quý, chậu bát tràng. Đây là một em sa mũi trái, ngoài Bắc đang là thời tiết mùa đông, thời tiết khá là lạnh. Hiện tại ngoài trời đang khoảng 13 độ C. Bộ áo của em thì có vẻ như là đang chuẩn bị xuống la. Thân dễ, lệ khá là quái, khá là duyên. Cây hà khai thác rất là dài. Cái này là một anh ở Phú Yên nhường, đã nhường lại giao lưu cho mình. Đây là một em kim quýt, em này đi luyện võ từ nhỏ, thân cành liên lạc, một vết sẹo duy nhất là bỏ cái tay, nó không phù hợp, tay cành rất là già, thân thì 14, bệ 70. Cột cảnh rất dài, cũng đã lác đác bật hoa, nhưng có vẻ như là thời tiết nó không thuận nên không thấy đậu quả. Em được làm ở trên một cái chậu vuông vắt cạnh, một cái thùng vuông vắt cạnh Đồng Nai. Đây là một em mili me chú, là một em sâm trái. Hàng này là hàng, đây là những em chân dài miền Tây. Chân bệ khá là to. Chỗ này có em được 14 đến 16. 16. Cũng có một chút bệ. Cái này một anh Hồ Chí Minh giao lưu lại cho mình. Em sẽ xăm trái mi làm trên một chậu Đồng Lai, chậu mi ly. Em này tương đối là già, nói tiếp mình vừa thay chậu thành ra là em hơi đuối một số cái chỉ cành yếu, là em đã khô một chút. Đây là một em trà Phúc Kiến thành phẩm, em nằm trên một khay nước. Khay này thực tế là khay nước cùng với chậu cây, mình đã độ làm một chút đặt em này lên. Em này cũng được làm khá kỹ,
Đây là một anh em về Cát Lậy Tiền Giang giao lưu lại cho mình. Về cơ bản khi về thì em cũng đã rất kỹ rồi, vừa đi thêm một lượt dây thứ ba. Là một em Việt Quế cũng làm trên một khay nước. Khay nước kích thước 50-35. Hôm nay được cái là có bộ da trắng ngọc trinh, thân lắc khá dẻo, mặc dù tay cành chưa được đóng chuẩn lắm nhưng cũng nhìn rất duyên. Đây một em Hải Châu, cũng chưa rõ là Hải Châu sông Cầu hay là Bình Định hay là Khánh Hòa. Nhưng cơ bản là đây là một bạn ở Khánh Hòa giao lưu lại cho mình, chắc là Hải Châu Khánh Hòa. Khi về nó còn bộ quả cũng khá là to, mặc dù là không được tròn đẹp như mình mong muốn. Bây giờ vừa đi thêm một lớp dây thứ hai, gọi là thứ hai nhưng nói chung là chỉ đi thêm sơ bộ một số cái tay mà nó đóng chuẩn vào dây. Mai chắc có thể thay cho em một cái quần mới xịn sò hơn, quần này hơi bé và hơi mỏng, không được đẹp lắm. Hôm nay mong rằng nó sẽ một năm bội thu. Đây là một em trai Phúc Kiến, hàng luôn được một cốt hai thân, gốc đặc khá là dài, đã bỏ một lưỡi dây đầu tiên, tàn cũng khá lắm rồi, chuẩn bị thôi thêm dăm chỉ để đi lưỡi dây thứ hai. Hứa hẹn năm sau em sẽ mỹ miều hơn, mịn màng hơn. Đây là một em ngũ sắc tung cao, em này hàng nguyên bản, chưa chỉnh sửa cấy ghép mổ xẻ, từ chậu lên đến tán chắc cao khoảng độ 22 25, hoa nguyên bản tương đối đẹp, mặc dù nó bông nó không được đầy và dài như hoa ghép cam trước hoặc là vàng chanh. Em ngọc bút hàng la không phải ta lá tương đối to, đây chắc là to gần là bằng lá mít luôn. Hôm nay một cốt hai thân, một thân vanh khoảng 38 đến 40, thân khoảng độ tầm 324. Nhưng mà em Hoàng Lan, Hoàng Lan này gắn bó mình cũng được 45 năm, nằm trên một cúi đá, cúi đá gia truyền đời cụ để lại. Đây cũng là một em Hoàng Lan cũng tuổi đời bằng em kia, về sau em kia một chút. Mình giao lưu lại của một ông lớn tuổi từ năm 2007. Đấy một đôi này, chú cúi đá này của ông luôn. Tất cả.